bữa nay thấy nước cũng đứng rồi đó, mình đi bổ lưới coi, dân lưới này tới tắt hai nữa coi cá bữa nay kết quả sao rồi cũng chưa biết cả nhà, lâu dữ lắm rồi không có đi dân. Con cũng xin chào quý ông bà cô chú luôn. Thì hôm bữa con với anh Minh đi thăm lợp cũng thấy cái chỗ này ngớp cá quá ngớp rồi, nên bữa nay nước đứng mình lên mình dăng vài cái lưới mình kiếm cá, mình nấu bữa cơm trưa. Giờ thì cha để cha chọn địa điểm, mình sẽ thả mấy cái lưới dài lại xích đằng kia luôn. Chỗ này là đám rau ngổ nè, chào cả nhà luôn anh ơi. Xin chào cả nhà, này kiếm một hai con cá cá cha hay cá nhồi đem bự về nấu chua, nước đang đứng rồi mình tranh thủ mình bổ xuống thôi. Sáng thì con đi học ngang thì thấy nước đứng quá, tranh thủ đưa mấy đứa nhỏ đi học về thì chạy về mình văng lưới luôn. Thì bữa nay mình đem văng ba tơ lưới. Bữa nay mình có đem phao đó cha, cuộc phao vô cái đầu đó. Sáng thì con mua ba ổ bánh mì, tại sáng chưa có ăn sáng. Đứng sáng giờ luôn á rồi. Giờ để cha với anh mình thả ra lưới đầu tiên. Thì ba cái lưới cũng thả gần xong rồi. Sức mồ hôi cả nha. Cái gì? Lưới nhỏ nhỏ dễ thả, cái lưới lớn thả lắm. Mấy cái lưới này mình phải neo mấy cục gạch này nè qua cô chú. Neo cho nó chì xuống đụng tới dưới đáy. Mà cá bữa nay thấy ít ngớp hơn bữa đó à. Ít mà vậy là không dài tới lần kia luôn hả cha? Thì thả tay lưới xong cái con với cha với mình lại cái quán cà phê nước mía của chú đó uống ngồi nghỉ một chút và chờ có khoảng nửa tiếng mình. Nước nào chảy mình cứu. Nãy giờ mình lên trển mình ngồi mình chờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi. Giờ xuống cuốn lưới rồi. Đây. Cá đợt này ít quá. Ngớp ít xẹo. Thường thường lúc chớp mình lên đây mình văng là nó ngớp nheo ra. Cuốn xong rồi chắc bổ thêm bổ lại cặp bên kia. Bổ lần sát bên kia. Bổ thêm một dạo nữa phải không? Một dạo nữa. Cái này chỗ con thì mưa lâm găm luôn. Kỳ quá chứ. Thấy bữa nay đều hiu quá. Nước đứng là sáng giờ luôn á cha, mấy tiếng đồng hồ đó. Chuẩn bị cái thao rồi. Trên bờ mình nhìn xuống thấy cái phao nó giật giật đó là mới thấy ha. Giật giật rồi. Ru vào gù. Nắm cái đít đi nắm.
anh em coi. Ê, chạy chạy chạy. Thấy chưa, thấy chưa anh, đừng có thấy im im mà vậy nha. Hết sức con cá nó ngon, nó trắng, nó trắng phao luôn á, nó chết luôn. Còn để cái phao đằng kia dễ gỡ luôn không. Hồ vô nó ngon nha, nu rồi cả nhà. Bỏ vô trong phao, cá này hơn ký. Tự chặn anh ơi. Ngọt, ngọt. Chế thêm miếng nước đi. Dạ. Con ngọt quá. Có vậy, bắn coi. Quả vào đầu được một con cá, con mọc mệt. Giờ đấy cha với mình bơ vào mé bên sông bên đây, mình thả thêm một dạo nữa lên cái đám cầu ngổ mì cái chỗ uống cà phê á bà cô chú. Giờ đấy mình đến thả lại cái dạo thứ hai, chào đầu thì dính được con. Buông lư cả nhà ơi, hy vọng dạo này kiếm vài con coi. Chút xíu nữa, vuột dây luôn rồi. Nước cái này nó sâu dữ lắm, lặn không tới đâu. Cuốn lên mà nó gỉ 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 xuống kìa, nó dính. Anh nãy anh cuột vô nó cục quá cái sợi dây á. Để vô được, lấy ra không được. Lên cái. Mình văng này mình canh con nước đúng rồi mình nè. Mình văng. Đợi nước chảy là cá nó đi nhiều. Mà sớm giờ hồi sáng tới giờ luôn thấy nước chưa chảy luôn à. Này bữa này mình có lưới nhỏ mình giờ mình văng thêm hết chăng. Gần tới tháng 10 thì gần tháng 10 rồi người ta thả lưới cá tiền dinh nhiều lắm bà cô chú. Wow, bực bẹt bẹt luôn rồi, đứt lưới luôn quá. Ồ, dính khúc cây kìa.
không dính cá còn dính cây đó. Bóc khói rồi. Mình đi giăng lưới dài cả cá rộng ở chỗ cái trước mũi cái vỏ đó. Mưa cũng tới luôn, mưa sớm giờ cũng khá là lâu, giờ cũng gần chiều à, để mình bắt cá lên mình làm. Thì chiều hôm nay chú Sáu về cũng bất ngờ quá, sẵn rồi thôi bắt cá lên mình nấu canh chua rồi, chờ chú Sáu lên là mình ăn cơm chiều luôn. Cha với vợ đang dọn lại cái chạy. Chết được cây nhỏ trồng cũng chết luôn. Trồng lại cũng chết luôn. Ngồi. Thôi cục đất này rồi, tiêu. Cái cục đất này cục đất gì đâu. Chúng mua thêm cây khác trồng thử nó chết. Quá. Bấn cục đất đó đi. Nhổ nhiều hay xong là nấu nồi canh chua dư sức rồi cả nhà. Đây cha. Giấc này cho cái kiệu nó tớp cái bông lại. Ô, cái bụi này bông dữ hả ta? Bữa hổm thì mình trồng rất là nhiều luôn, nhưng mà cá này hết trơn sao không biết, còn cái bụi này còn lại. Đếm thử coi nhiêu bông. Ồ, đây có cái hang luôn. Có cái cọng ở dưới nằm đó. Nằm đó một bông đó. Đó, nằm một bông nữa đó. Năm mà. 6 7 đếm đi. 8 9. Ủa có sạch. 10 11 12 mấy nó cục. 13 cặp mé nó cục. 14 15 16 rồi dưới nồi chua luôn. Thôi vậy được rồi, đừng nhổ nữa. Để cho nó trồi lên đi. 16 bao không? Bao nhiêu nè? Đó. Mập lùn trắng tươi. Tại ấy rồi bắt đầu cái từ từ cái nó ra mày kia nhảy ra. Giờ mình đi vô cả nhà ơi. Thì mình với cha vừa nhổ bông súng vô thì chú Sáu cũng mới tới luôn. Chào tất cả mọi người, nay mùa nước nổi cũng phải tranh thủ về để đi lội ruộng với lại gốc làng quê coi. Hồi sáng con với cha với vợ lên trên đám con ngỗ văng được con cá, có con cá cha một chút xác. Vậy hả? Văng hai dạ, dính có con một. Mà thịt nó trắng hết, hồn trắng. Chết yeah. Cá sông ngon dữ dằn. Vợ có mua thêm mớ tép này nè. Mình chế mặn. Chế mặn ăn với cá cha đó mình nấu canh chua. Cá cha xong mình nấu canh chua. Chiều à, mình làm tranh thủ để tối mưa tới nữa. À, mình nghe nói hình như là vô bão số 6 rồi, sắp tới thêm một cơn bão nữa. Bão số 6, số 7 luôn. Mình
biết có vô Việt Nam không? Vô mình nhẹ lên lắm đó. Đỡ rồi. Cái này chuyên mưa nè. Thì mưa cái hướng này là mưa bắc. Kia nó nhỏ quá, không có biết cái sai nữa để lấy đâu. Còn phía dưới này mưa lên á là mưa trướng. Còn phía bên đây mưa qua là mưa hướng nam. Thì chú Sáu về cũng có mua mới đồ rồi cho mấy đứa nhỏ đó. Nhiều bọn súng hết luôn đó hả cha? Hết luôn. Vậy cho nhiều lắm con ơi. Cha mình nó muốn súng. Cái này là đó của dì Ba. Hay quay chín rồi. Bữa nay mình nấu chung với me. Để tới đợt lên giùm me. Để cha ra ngoài hái em mới ra bên chùa. Trời chuyển mưa bắt đầu tối luôn. Quá ngon. Gầm quá gầm luôn. Nói cái lưng vô cái cha. Bên này mưa lại cái lá nó nồng nhớt quá, nồng nhớt luôn. Đâu, đâu thơm nữa đó chứ. Mưa đá mưa này là dữ dằn luôn, nước luôn. Quá tối luôn. Hồi nãy cúp điện nè. Nhưng mà hên có điện lại. Hôm nay mình nấu canh chua me mình chín cho nên cái nước nó hơi đục. Mày đứng chưa hết rồi lại chạy lại theo. Ôi đi ra chỗ khác đi, lấy không có quen rồi. Dạ cá cũng chiếm không bà cô chú ơi, dạ con để không súng nha. Nhắc lại tôi nha. Ở ngoài mưa mình vẫn còn không bụi gì nhất. Bụi gì nhất. Tưởng cá không hết chứ. Bánh chua mình cũng chín á. Giờ cha cá hết cái bánh chua mình bỏ vô cái nữa sao? Ớt không? Nhiều chút nữa đi cho thơm chứ gì đâu vậy? Nhẩm vậy múc nó ấy thôi chín chăng hả? Nóng dữ lắm. Cái gì? Đường hả? Quá gió tới hù. Mùa này dữ luôn anh. Thường thường mấy cái đường điện ở trong quê á, gió trời mưa gió hay cúp lắm, tại vì cây nó rất là nhiều, nó cọ quẹt á, nó dễ bị nhảy phiêu. Cái ống hì hì luôn rồi. Giờ tỏi với hành phi cũng vàng nữa bà chú ơi, được không anh? Cho tép vô. Mỗi khi mình đi lên trên đó mình giăng là lúc nào nó cũng phải từ 3-4 con trở lên. Sao năm nay cá không có về, năm nay cá cha về rất là ít. Mỗi năm nha, nhiều lắm. Dạng này mưa bắt đầu nhiễu hột. Sáng giờ chập này nữa là chập thứ ba. Giờ
thì để giờ mình múc canh chua ra tô. Con cá sông mình nó rất là mềm, cho nên mình nấu không có được lâu, nếu mà nấu lâu là nó gã luôn. Mà cứ nấu chút xíu là chín nha, mềm. Bạc này có giữ rồi anh. Dạ. Hay cà na nè. Đây. 65.000 nha mọi người. Wow. Một bịch như vậy có 65.000 thôi. Quá rẻ. Hái rồi là cũng đủ 65.000 rồi. Mát hả chú sao? Mát quá mát. Mưa đi, gió gió vậy mà đừng mưa. Dạ. Chắc không mưa rồi, Lâm có mưa thì mưa như vậy chứ không có lớn nữa. Dạ. Đây còn cái nồi tép mà cái mặt của mình. Đang sôi. Giờ tép cũng chín rồi, không cho hành rồi. Rồi cũng tối rồi, bà cô chú ơi, giờ xuống ăn cơm thôi. À, mười mấy cây với nhiêu, đi cái ngõ nào trong đây nè. Đi ngõ nào trong đây nè. Mưa gió. Vậy hả, đi ngang hả? Quá nóng rồi. Sao ngoài cồn gì? Châu Đốc. Châu Đốc. Ừ, Châu Đốc mười mấy cái chú à. Châu Đốc ngang bà cô hả? Hả? À. Rồi, mình vô ăn cơm chú Sáu ơi, tối rồi. Đi. Đi vô ăn cơm nha. Dạ. À. Mời năm ăn cơm luôn nha. Dạ. Cả nhà dùng cơm. Đây chú Sáu này. À, mình cũng được con cá, bữa nay nấu con chua cả nhà ơi. Sáng nay được con cá nhất. Chiều đang mưa nữa hả? Dạ. Đúng ra này có xị rượu chú Hột nữa. Đúng rồi. Chú Sáu với ngoài cha, mà cả nhà ăn cơm. Rồi mọi người đâu nha, dùng cơm nha. Ông bà cô chú ăn cơm. Giỏi. Bây giờ canh chua nha mọi người. Con không ăn đũa con để ra đây nè con. Để cái nồi tép nó vẫn chút vợ cho cha vậy đó. Cái này đến chưa hay vớt. Anh vớt ra, chú vớt ra đi. Không có sao, không sao. Mình đây đừng 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 xương được. Đó. Vớt ra đây ha. Ừ, vớt ra đó. Để đi coi cái dĩa nè. Định xương dĩa nó được rồi. Mẹ mình thì tương thịt nó rất ngon. Con súng này bằng súng nhà nha, còn có bụi một trên ký hả? Con này trên ký hả? Dạ trên ký. Ừ, mỡ ngon lắm. Béo. Năm rồi thì mình còn đi thả câu chai, câu phao á. Năm nay không có cá để thả luôn. Cá hôm nay mùa nước về ít quá chứ. Cảm ơn. Dạ. Nước cũng lớn mà điều nó đột ngột quá. Nước chặn đập này nhiều quá. Giờ hôm nay nó lớn cũng do có mưa đó, nhiều quá. Cái thứ hai nữa tôi biết làm sao không, ổng lên nhanh quá nha, rồi bắt đầu cái ổng ngưng lại, chứ mà ổng lên la gai thấy không, thì con cá nó nhiều lắm. Mẹ con phá con súng hả? Súng rồi. Con béo quá, béo luôn rồi. Đâu rồi? Ra ngoài con. Xấu. Ra ngoài con. Thư phái bụng lá. Dạ, nó béo cái bở cá nó mới ngán. Dạ. Mà cá ăn nó béo luôn. Con
đây cá lớn mà đâu thương nhau thôi con. Cái này cá này nè, không có xương. Cái này xương bự lắm rồi. Xương bự lắm rồi, ra dễ. Cái này ra ngoài là sao mặn đục có lý không chứ sao? Đây ngưng làm. Ngưng làm luôn ha. Ừ. Để đi chơi mà. Dạ. Để làm đâu có đi chơi. Phải lâu lâu, lâu em mới về là để làm. Còn mà cứ về liên tục về là ngưng làm. Kệ. Giờ thư giãn cho nó khỏe cái. Con cái lớn hết rồi. Khỏe rồi. Anh lại trong đồng bây giờ anh phụ cho con cái cháu chắc thôi. Còn nếu mà buông ra thì giờ ba đứa con anh cũng có gia đình hết rồi, anh cũng khỏe thôi chứ có gì đâu. Đi trang vậy giờ mới phải lo cho mấy cái tụi trẻ này vậy thôi. Con nước không Lan? Con nước canh chua không mẹ trang cho? Mấy đứa con gái thì cũng dễ rồi đó. Con đẹp hai con cu. Hai con đó mà phải mang mà có tiền mới được. Không có tiền là chết. Bây giờ thế hệ sau rồi đất đâu ra nữa là chia. Hết ừ. Rồi. Lần nó co lại hết rồi. Ừ thì ngày nở mình đất ngày thì hẹp thôi chứ sao. Đất chật người đông. Mời mời cho đốc lấy miếng cá cho nó đi. Diễn chính á, diễn viên chính á. Diễn viên chính vô đó. Ẩm nó vô nhà mà nó quay đầu nó la quá chèn la luôn. Thấy đông vui quá mẹ ơi. Mình mời cả nhà dùng cơm á. Đó, khoe nè. Bye bye đi, bye đi, chào em. Cô chào đi. Cô chào đi. Chào mọi người đi. Chào đi. Giơ tay đi, giơ tay chào đi. Chú mới hái dặn, nó dọn hết rồi hả? Dạ. Cá ăn cắn hết rồi hả? Dạ. Mâm nó không? Ẩm nó ẩm nó quay đầu vô là nó la rồi, nó không chịu. Trong nhà buồn. Mâm mâm mâm. Giỏi quá. Giỏi quá. Ngồi im đi, ngồi im đi nè, ngồi im đi. Cá nó không sao gấp. Ăn bụng ha. Chát nước vô đi con ăn. Làm ăn bụng không Lam? Bụng béo rồi Lam. À, thịt này với thịt nào. Ngon lắm mà thịt nó ngon lắm con. Thịt nó tươi rồi. Thịt tép phải không? Cô chẳng biết thương nó không? Đi đâu nó đi đi. Ăn này thôi. Cho đút nè, mâm nè. Kìa, kìa lấy cha con cho. Mâm mâm. Hả à, không ra? Ừ, mâm ngồi xuống ha. Mầm giỏi quá. Để em lại bắt. Về em hết hồn luôn. Cứ tưởng là ở không rời ở đây đâu có nghỉ ngoài mà mới về nữa. Về đột sức mà. Chúng là lên coi vé rẻ quá. Thôi muốn đi thôi. Bị vé Tết thì em mua rồi. Lần vậy chấm đó. Nó là dính một con không thôi là hẻo luôn rồi. Mấy anh ơi, ba ta lúc nãy mà mình là ta nó hai dạo lắm mà dính con con một. Cố tình dân thêm dạo nữa mà không dính. Mình phồng quá. Uống nước rồi bắt đầu ra ngớp định định. Có ngớp mà không vô. Không vô. Cá. Cá giỏi. Cá. Ăn cá mạnh mạnh đi chú sếp. Cá. Này thì cá. Cá này cá. Nhìn thịt nó ngon hả chú sếp? Trắng mà. Trắng ăn nó thơm quá cơ. Ăn nó thơm. Cá thịt trắng mà nó ngon. Mà nó béo làm sao luôn á. Nó lớn lớn á thì lấy cái muỗng nhỏ quá. Bở. Ừ. Nhỏ quá bở gợt à. Mà to quá thì cũng vậy lắm. Thịt nó dẻ hay sao? Ừ. Nó lạc thịt đi, nó già nó lạc thịt đi chứ nó đâu còn ngọt như là vậy nữa. Nó không có phải có cái cỡ luôn đó.
Lúa anh chừng nào cắt được anh Năm? Bữa nay nữa là 8 ngày. Thịt nó không làm? Chắc cỡ 2 ngày. Thôi thịt nó không làm thì nó có cả. Thịt không được. Mới họp hôm qua. Chắc khăn lắm. Mùa này cắt có chuột không? Dạ. Lúa? Mùa nào cắt có nhưng mà nhiều lắm. Đây này có cô chú à, đi chặt lưới. Cái bao đó. Anh mạnh nó tháo cá nhiều lắm. Chỉ có con mà mình nấu ăn chua cả nhà muốn ăn hết á. Cả gia đình á. Cái vậy chứ cái lưới bự này mình gian yêu cầu nó dính một con một à, 2-3 con là thấy là nhiều lắm. Xa quá mà không biết chú chịu đi không á, chớ nữa thì cái chuột cái chỗ đó nó khủng khiếp luôn mà nó ngon nữa. Rồi quá xa quá rồi. Cách đây chắc năm cỡ 50 cây số á mình. Lòn đất rồi. À, quá trời. Không cho nãy giờ nó hết rồi. Được rồi. Rồi. Nguyễn đi. Hai tay. Đưa hai tay, đưa ngoại. Người lớn hai cha con không. Gì mà la dữ vậy? Chết nhà ơi, sớm giờ thì mình ăn cũng mấy chén cơm à, với lại giờ cũng tối quá. Cho mình xin phép kết thúc video đêm nay, hẹn là video ngày hôm sau nha. Rồi mời kiếm cá gì, cá đồng gì ngon ngon nữa, nấu vài món ngon ngon mà tiếp chú Sáu à. Rồi. Bữa nay hẹn ở nhà ở đây đi. Hẹn lại ngày mai coi có đi săn bắt gì kiếm thêm mớ mừng nha. À, giờ mình chào cả nhà nha. Chào cả nhà luôn. Chào bà cô chú.